Thật ra con biết chỗ mẹ con giấu tiền luôn á, nhưng mà tự nhiên cái con khát nước mà, nên là con chẳng nhớ gì hết đó. Nhưng mà ta ăn trộm, ta cần tiền nhưng không cần đẹp trai. Đưa tiền đây. Để xem bài này nè. Thỏ con đi siêu thị để mua đồ. Thỏ muốn mua 2 món đồ nhưng mà chỉ có 10 đồng thôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Có cách nào mà mua 2 món đồ với 10 đồng không ta? Sao mày lại khó quá vậy? Mẹ đâu lắm. Sao mày chị? Ra đóng cửa đi kìa, hồi nãy mẹ đi chợ mẹ kêu em đóng cửa, em chưa đóng á. Ủa, chứ không phải lúc nãy mẹ kêu chị đi đóng hả? Chị lớn hơn em nữa, chị đi đóng đi. Em á, lúc nào cũng ị nhỏ hơn, chị lớn hơn là chị phải làm. Rắc rối quá, để cho công bằng á, thì mình quánh tù xì đi. 2, 3, quánh tù xì ra cái gì, ra cái này. Quánh tù xì ra cái gì, ra cái này. Yeah, em thắng rồi, chị hai đánh rồi đi. 3 lần mà. 3 lần mà. 3 lần. Yeah, em thắng rồi, chị hai đóng cửa đi, lê lê. Tức thiệt chứ, nhỏ này nó hên ghê. Lần nào anh tù xì nó cũng thắng hết á. Các bạn ơi, nhân lúc đi ra đóng cửa, với lại là không có ai ở nhà, mình ăn vụng miếng sô-cô-la đi, không ai biết đâu. Câu tiếp theo. Ủa, rồi bây giờ tô màu nào đây ta? Để xem nào. Có chắc là chị đóng cửa chưa? Chị cũng không có nhớ nữa. No. Bây giờ làm sao đây chị hai? Chị cũng không biết nữa. Sao sao? Có em nè, chị hai đừng có lo nha. Đâu, chị có lo gì đâu. Có lo gì đâu. Chị đừng có lo, chị đừng có lo. Chị hai đừng có lo nha. Cũng không có ai hết. Chị hai bông kia kìa. Ai mở cửa tủ vậy? Không phải chị hai mở hả? Không, nãy giờ chị đi với em mà. Để em kiểm tra xem coi. Làm gì có ai đâu. Làm gì có ai đâu, để em hỏi cho chị hai coi nè. Có ai không? Có ai không? Thấy chưa, có ai đâu. Ồ ha, không thấy ai trả lời, tức là không có ai hết trơn á. Đó, thấy chưa, làm gì có ai. Bây giờ em hỏi thêm lần nữa nè. Có ai không? Có ai không? Thấy chưa, có ai đâu, có ai trả lời đâu. Vậy chắc chắn là không có ai rồi. Tức quá đi, đứng đây nãy giờ mà nó kêu không có ai. Hai đi kìa, bước ra đây. Bước ra đây. Đấy. Bước ra đi kìa. Hai đi chút đi. Hai đứa ngồi xuống đi. Ồn ào quá. Ngồi.
biết tao là ai không? Không biết, không biết. Cấm mồm nào nghe chưa? Ủa? Nhưng mà chú là ai sao chú mất lịch sự quá vậy? Mẹ con nói đó là không có xưng tao mày với người khác nghe không? Đúng rồi, về mét mẹ nè, bất lịch sự quá à. Bây giờ hai đứa muốn xưng sao? Thì bây giờ để lịch sự thì chú có hai phương án. Thứ nhất là ta và các ngươi. Thứ hai là chú và cháu, hoặc là chú và các con. Đúng rồi, như vậy mới là lịch sự đó. Thôi được rồi, nhà các người có gì quý giá mang ra đây hết đi, nói nhiều quá. Ủa chị hai, quý giá là cái gì vậy? Ờ ha. Ủa mà chú là ai vậy? Sao tự nhiên chú đi vô nhà tụi con xong rồi chú đòi cái gì quý giá là cái gì vậy? Trời đất ơi, ta là ăn trộm đó. Hai các người mau đưa tài sản ra đây, không thì sẽ gặp nguy hiểm đó. Ủa chị hai, rồi ăn trộm là cái gì mà tài sản là cái gì vậy? Trời ơi, đúng là em còn nhỏ nên em không biết. Em không biết hả? Ăn trộm là một cái nghề nhưng mà không được xã hội công nhận. Em không thấy hả? Trên báo, trên đài nói là nghề ăn trộm là xấu xa, là sẽ bị bắt bỏ tù đó nha. Ăn trộm vào nhà mình đó em. No. Con nhỏ này cũng thông minh đó. Hiểu rồi chứ gì? Mau đưa hết tài sản ra đây. Ủa mà chú, tính ra chú đi vô nhà con là chú chưa có giới thiệu bản thân luôn á. À thôi, để con giới thiệu trước. Con tên là Minh Mập, năm nay con 7 tuổi, con học lớp 2. Còn đây sẽ là em gái của con. Con là Gấu Bực, năm nay con 5 tuổi và con học lớp lá. Ô là trời, mệt hai cái đứa này ghê á. Thôi, để tao tháo mặt nạ ra nè, nóng muốn chết rồi. Wow, chú đẹp trai quá vậy. Có ai khen chú đẹp trai bao giờ chưa? À, cảm ơn nhà ngươi nha. Nhưng mà ta ăn trộm, ta cần tiền chứ không cần đẹp trai. Đưa tiền đây. Chị có tiền không thì đưa chú đi. Trời ơi, chị mới có 7 tuổi, tiền đâu ra? Ủa, mà em nhớ mỗi tuần mẹ có cho chị tiền tiêu vặt mà. Thì đó, nhưng mà chị lỡ mua đồ chơi với đồ ăn hết trơn rồi. Thấy chưa, tại chị đó, chị mà biết tiết kiệm lại bây giờ mình có tiền mình đưa chú ăn trộm là mình được an toàn rồi. Nhưng mà vấn đề là chị không biết là chú ăn trộm sẽ đến nhà mình. Tại chị hết đó, chị ham ăn, ham mua đồ chơi nên giờ mình không có tiền đưa chú ăn trộm nè. Tại em á. Tại chị á. Thôi, đưa tay ra đằng sau và cái miệng cấm nói, hai tay cấm nhúc nhích nghe chưa? Nói mau, tiền đâu? Nói không? Chú cho nói đúng không chú? Ừ, nói. Hết rồi. Chú, thật ra con biết chỗ mẹ con giấu tiền luôn á. Nhưng mà tự nhiên cái con khát nước mà, nên là con chẳng nhớ gì hết đó. À, thế bây giờ con muốn uống cái gì nè, để chú lấy cho. Tất nhiên á, là trà sữa chân châu full topping. A few moments later. Trà sữa topping tới đây, trà sữa topping tới đây, uống đi con. Uống đi. Ờ nhưng mà con không cử động được, chú đút cho con nha. Được, đây. Uống đi con. Con muốn ăn topping. Ăn topping à? À để chú đút cho. Đây. Chú. À? Con nữa, con cũng muốn. Muốn gì con? Con muốn ăn sô-cô-la, con muốn ăn kẹo sô-cô-la chú. Sô-cô-la. Này, sô-cô-la này con, ăn đi con. Ê, chú rút cho nha. Ấy, cắn đi. Ôi, ngon chưa? Con đưa chú. Ấy, ăn đi. Rồi, chỉ chỗ cho chú đi. Chỗ nào cất tiền đâu, chỉ cho chú đi nào. Trời ơi, công nhận sô-cô-la này ngon thiệt. Mà không biết nó có tác dụng hồi phục trí nhớ không ta. Ủa, em có nhớ gì không? Hà, em không nhớ gì hết trơn á. Chị cũng chưa nhớ gì hết á. Em nhớ rồi. Nhớ rồi hả? Đâu, cất chỗ nào vậy cháu? Chị hai con á, chú làm bài tập xong. Đúng rồi, nhưng mà bây giờ chị muốn ăn bánh. Đúng không, bánh hả? Bánh à? Ờ, được rồi, để chú lấy cho. Nè, đây, bánh gạo, khoai tây, bánh dẻo, các con ăn cái gì? Đây, để chú rút cho nhá, một miếng này. Con hả ạ, đút này, đấy, ngon không? Đây, ăn này, ăn thêm, đấy. Rồi, bé này há miệng ra này. Đấy. Chết rồi. Hả? Gì nữa? Quên mất. Nhớ ra rồi chú. Nhớ ra rồi hả? Ơi, đâu, chỉ chú đi. Nãy con đang làm bài tập á, mà chú tới nên con chưa làm xong á. Gì giờ sao? Mà chú. Thì con học ngu lắm á, chú có biết chạy bài tập không? Dạy bài tập hả? Dạ. Mà lớp mấy? Lớp 2. Ờ được, để chú dạy cho. Ôi dào, toán lớp 2 dễ ẹc. Điền số à? 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này,
6, 7, 8, 9. Xong rồi nè con. Wow. Yeah. Công nhận chú anh trộm siêu ghê. Chú anh trộm giỏi quá à. À, mà sẵn tiện đó, chú tô màu giùm con được không? Bức tranh của con còn chưa tô xong nữa kìa. Tô màu hả? Dạ. À, thôi được rồi, để chú tô cho. Dạ. Tô màu gì cho đẹp đây ta? À, mũi mình tô màu nâu nè. Wow, chú tô màu đẹp quá vậy. Đúng rồi á. À, chú thông minh như vậy chắc chắn là chú biết xoay Rubik đúng không? Chú xoay giùm con cái rổ Rubik kia đi. Trời, ba cái cục Rubik này mà làm khó ta hả? À. Xong. What? Một cục này, hai cục này, ba cục này, bốn cục này, năm cục này, sáu cục này, bảy cục. Wow, chú này xuất sắc thiệt chứ. Chị hai, chị hai. Lúc nãy mẹ đi chợ, em nhớ là mẹ dặn chị cái gì á. Cái gì à? Là lau nhà, quét nhà đó. À, chú, con nói chú nghe nè. Hồi nãy á, là trước khi ra khỏi nhà, mẹ con á, dặn con là học bài xong nè, là phải chăm em nè, phải trà toilet, phải nấu cơm, giặt đồ, phơi đồ, rửa chén. Gì nữa ta? Lau nhà. Lau nhà nữa. Chú ơi, chú làm hết cho con đi rồi con mới nhớ ra được. Trời ơi. Ôi, chạy vẹ. À, quên. Trời ơi, không ngờ là nghề ăn trộm khó như vậy. Mới ngày đầu tiên mà đã như vậy rồi. Thôi chắc mình bỏ nghề quá.